Tối ngày 19 tháng 3, sau khi họp toàn đội, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố 6 cái tên cuối cùng rời U23 Việt Nam, qua đó chốt danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. Những người không nằm trong kế hoạch của ông Park ở U23 Việt Nam có Tiến Linh. Đây là trường hợp đáng tiếc bởi anh bị loại vì lý do không kịp bình phục chấn thương. Trong khi đó, các trường hợp còn lại gồm Thanh Hậu, Hoàng Nam, Trung Quốc, Tiến Anh và thủ môn Ienie bị loại vì lý do chuyên môn. Cái mà người ta nói là sốc ở đây là bởi trong số 5 cái tên bị loại vì chuyên môn, có nhiều người được người hâm mộ kỳ vọng ở vòng loại lần này. Có thể kể đến như Phan Thanh Hậu hay Lương Hoàng Nam, cả hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đều được cho là sẽ ở lại đội tuyển. Thế nhưng trong phút cuối, ông Park đã quyết định gạch tên cả hai. Nhiều người cho rằng đây là quyết định dũng cảm của huấn luyện viên Park Hang-seo, vì đó là những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Nói rõ hơn là huấn luyện viên Park là người có cảm tình với Hoàng Anh Gia Lai, với ông bầu Đoàn Nguyên Đức, và ngược lại cũng như thế. Bầu Đức cũng rất quý mến và muốn huấn luyện viên Park làm tốt nhất công việc của mình, nên ông đã để ông Lee Tae-hoon lên tuyển để giúp đỡ. Với mối quan hệ ấy, nhiều người nghĩ những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai sẽ khó có thể bị gạch tên. Nhưng rồi thì sao? Huấn luyện viên Park Hang-seo gạch tên họ với lý do chuyên môn. Điều này đủ cho thấy rằng trong công việc, ông Park vẫn rất rõ ràng và đâu ra đấy. Chuyện tình cảm bên lề không thể bị ảnh hưởng xen lẫn vào công việc. Và đó là sự khác biệt mà ông khiến người hâm mộ cũng như chính các cầu thủ cảm thấy nể phục. Bí quyết thành công của huấn luyện viên Park đơn giản là thế: lựa chọn những quân bài tốt nhất để hướng tới thành công chung. Huỳnh Tiến Sinh, người đã gặp cùng với Đình Trọng tại U20 World Cup 2017 khẳng định lứa cầu thủ này chưa bao giờ sợ Thái Lan khi phải đối đầu. Trước thì như mình biết thì gặp Thái Lan thì các cầu thủ mình thường có tâm lý là sợ, nhưng mà đối với em, cái lứa của em sau này lên thì hoàn toàn không có cái tâm lý đó. Mỗi lần gặp Thái Lan hay các đối thủ khác đều rất là tự tin. Điểm mạnh lớn nhất của Huỳnh Tấn Sinh là gì và đâu là cái nhược điểm mà em cần phải cải thiện trong thời gian tới? Điểm mạnh của em là bóng bổng và tranh chấp, còn điểm yếu thì chắc là một tí thì tốc độ. Thật sự thì cái sơ đồ ba trung vệ đối với em là khá là khó, và cái thích nghi của em cũng là hơi chậm, nên em cố gắng suy nghĩ. Trong ba cái vị trí trung vệ đấy thì với cá nhân sinh em cảm thấy phù hợp nhất với cái vị trí nào? Trung vệ lệch phải. Có thể cười một người thật quyến rũ được không? Hiệp hội bóng đá Trung Quốc thông báo sẽ không tham dự King Cup được tổ chức vào tháng 6 tại Thái Lan vì chất lượng chuyên môn không cao. Theo TT Plus, bất chấp lời mời nồng nhiệt của Hiệp hội bóng đá Thái Lan, phía Trung Quốc đã từ chối dự giải. Hiệp hội bóng đá Thái Lan đang liên hệ với một số đội bóng khác, còn đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa xác định được đối thủ để đá dấu vĩnh vào tháng 6. Theo báo cáo, King Cup là giải đấu thường niên của FAT tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay tuyển Thái Lan vẫn tham dự cúp tứ hùng tại Trung Quốc nên lùi thời gian sang tháng 6. Ban tổ chức giải đấu đã gửi lời mời đến phía Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tin tức từ Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, sau khi nghiên cứu, xem xét chất lượng tương quan của các đối thủ là không cao. Ngoài chủ nhà Thái Lan và Trung Quốc, các đội khác là Việt Nam và Ấn Độ họ quyết định gửi lời cảm ơn và chọn một đối thủ khác để đá giao hữu. Siêu sao người Argentina đã lập một hat-trick giúp Barca đánh bại Real Madrid ngay trên sân khách với tỷ số 4-1. Màn trình diễn tuyệt vời không chỉ giúp Messi cán mốc 29 bàn tại mùa giải năm nay, mà còn khiến 55.000 cổ động viên Betis đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Tính ở năm giải quốc gia hàng đầu châu Âu, Mbappe đang là chân sút theo sát Messi nhất khi sao trẻ nước Pháp đã có 26 pha lập công ở Ligue 1. Tuy nhiên, nếu cứ giữ phong độ như hiện tại, danh hiệu trước giày vàng khó lòng thoát khỏi tay Messi. Trong khi đó tại Serie A, Ronaldo đã có cho mình 19 bàn thắng. Thống kê sự nghiệp thi đấu, ngôi sao của Juventus đã có 4 lần trở thành tiền đạo hay nhất châu Âu, trong khi Messi đã có 5 lần vào các năm 2010, 2012, 2013, 2017 và 2018.